nơi tôi vẫn sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nơi tôi vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, sách đã lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất hết bao nỗi buồn, phá không gian giam cầm ta trong những ước tư mỗi ngày. Đón lấy thế giới tôi đang nhìn kia trong gian đặc xa. Ba đêm vẫn chưa hết. Hôm nay tôi mới biết những vách núi treo leo, chợ khuya Sapa tỉnh Lai Lang. Hôm nay tôi mới biết lúa nếp gói cơm lam, ngọt thơm hương Tây Bắc. Hôm nay tôi mới biết mái ngói vách tranh xưa. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, sách ba lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất hết bao nỗi buồn, phá không gian giam cầm ta trong những vườn. Shove up.
see, I gotta go for mine. Been jar-jumming, that money on my mind. Jamaican club, I'm staying on the grind. Dirty wine, don't step on this landmine. And I keep on the lay. You tryna take flight, do what I say. 100+ vogues on a highway. Watch a new car dash, call me Kylie. Shake it fast, yeah. Fast, yeah. Now Vogue on it. Yeah, yeah, we in here. Hey, you working with some cash, yeah. Cash, yeah. 100,000 on that cash, yeah. Cash, yeah. Oh, the lady shake it fast, yeah. Fast, yeah. Now Vogue on it. Yeah, yeah, we in here. Tập thể lớp 12 năm. Chúc các em luôn luôn đoàn kết, mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Vui à? Vui à? Phê à? Ý nghĩa. Hy vọng là sẽ có một cái buổi họp lớp gần nhất. Ờ vâng. Thật sự là em đi nửa vòng trái đất để trải nghiệm các bạn. Em đi nửa vòng trái đất để về phòng lớp của em rất là vui. Bởi vì sao là thứ nhất là hầu là gần như 100% các bạn đầy đủ, rất là buồn của các bạn đi cho riêng nên các bạn có thể đi buổi lớp ngày hôm nay. Em mong rằng là các buổi này, làm sao nếu bọn em mà có thể có điều kiện để buổi lớp này nhất định phải có như thế, em sẽ cố gắng về và mang đầy đủ các bạn đi. Chúc các bạn rất nhiều. I love you Anna. Cảm nhận của em thì nếu mà nhắc đến em thì các bạn hãy nhớ đến tiền, các bạn sẽ nộp tiền cho em rồi. Rất vui. Mong sao năm sau gặp lại. Mong sao 25 sau vẫn duy trì được. Để sau vẫn như thế, cứ tiếp tục rồi nhiều năm sau. Chào, chào các bạn. Nói chung em thấy rất là vui ạ. Em thấy là các bạn đông đủ như thế, hy vọng cái tinh thần này sẽ tiếp tục tiếp diễn đến 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, 40 năm sau nữa. Chào. Sau 10 năm gặp lại rất là vui mừng rồi, họp thấy các bạn và cô giáo rất là mạnh khỏe và ai cũng phát tướng đẹp trai hết, mình là xấu gì mới dày gọn luôn. Anh ơi,
em uống hết có chục thùng bia mà vẫn cảm thấy là chưa đủ. Em mong muốn rằng là các bạn sẽ tạo điều kiện để có thể gặp nhau nhiều hơn, tạo có thể có nhiều thời gian dành cho nhau hơn để tình cảm làm đi lên. Cầm đoạn của tôi thay thay mà muốn nói nhá. Sáu tháng rồi mình đã chơi nhiều năm. Thôi cả thôi. Thời gian và đặc biệt là những bạn ở xa, Hà Nội xa xôi đã bay về để phòng nước mình, để có một buổi gặp gỡ đông đủ như ngày hôm nay. Mình đã phải trải qua rất là nhiều cuộc trưng cầu dân ý, là từ tháng này sang tháng khác, từ năm này sang năm khác, từ ngày này qua ngày khác và từ tuần này qua tháng khác. Thì hôm nay là buổi gặp mặt rất là đông vui, đầy đủ và ý nghĩa. Mình mong rằng sau này thì tất cả những buổi họp mặt sau thì càng đông vui và ý nghĩa hơn nữa. Thì sau đây thì mình sẽ có một lời chúc sức khỏe chúc tới tất cả các bạn và chúc các bạn thành công. Bạn thân ơi, mai xa cách nhau, lòng vẫn mãi nhớ phút ban đầu. Dẫu mai này dù đổi thay, vẫn không quên tình bạn thân. Đường ta đi gian nan khó khăn, cũng có lúc vấp ngã đôi lần. Hãy gượng cười và vững tin, sẽ một ngày ta gặp lại nhau. Bạn thân ơi, mai xa cách nhau, lòng vẫn mãi nhớ phút ban đầu.
dẫu mai này dù đổi thay vẫn không quên tình bạn thân. Đường ta đi gian nan khó khăn cũng có lúc vấp ngã đôi lần, hãy gượng cười và vững tin sẽ một ngày gặp lại nhau. Hãy gượng cười và vững tin sẽ một ngày. Bạn thân ơi, mai xa cách nhau lòng vẫn mãi nhớ phút ban đầu, dẫu mai này dù đổi thay vẫn không quên tình bạn thân. Đường ta đi gian nan khó khăn cũng có lúc vấp ngã đôi lần, hãy gượng cười và vững tin sẽ một ngày gặp lại nhau. Hãy gượng cười và vững tin sẽ một ngày ta gặp lại nhau.